Dạ, em xin chào cô chú anh chị đến với kênh Vlog Minh Hải Nói Chờ. Hôm nay em sẽ đi review cái làm máng che mưa, che tô để cạo ở vùng mưa nhiều cô chú vậy. Ở đây thì nơi em ở đây là Sa Thầy Kon Tum, mưa rất là nhiều. Mình làm cái này thì mình có thể là mình trời mưa thì mặc áo mưa cạo được luôn ha, và cũng sẽ không bị trôi mũ. Thì đây dụng cụ làm máng như thế này. Đây là một em thiết kế hai cái ống. Một cái ống là dắt cái nạo da me, cô chú anh chị mà làm cao su thì biết rồi ha. Đó, và cái ống bên đây là em bỏ ghim đinh và cái đầu bấm. Còn đây là máng, đây là máng máng mặt 20 cô chú anh chị ha, chiều dài là 80. Đó. Còn cái này là cái máng che tô nè cô chú anh chị. Đây là cái máng che tô, máng nhựa bê ha. Đó, đây là đậy luôn cả cái tô này này, là mưa cũng không sợ bị trôi mất mũ. Rồi em mời cô chú anh chị xem chân em nhé, gỡ cái máng cũ này ra ha. Rồi em đầu tiên mình sẽ xác định cái vị trí gắn cô chú anh chị ha. Đây là em làm cho những cô chú anh chị mà chưa làm được nha, chứ để còn anh chị nào làm rồi thì cũng đừng có bới em nhé. Đây. Giờ em sẽ cầm cái máng như thế này. Đó, em cầm cái máng và để cái chính giữa nha cô chú anh chị ha. Cầm giữa vậy cô đưa chú để lên đây. Là nó đã cân rồi thì mình sẽ định cố định vị trí này. Đó, còn nếu mà mình chưa quen thì mình sẽ nạo da me kiểu này. Đó, mình để về mình nạo da me. Đó, rồi mình nạo xuống như thế này. Nói chung là để em ốm cái chừng để mình nạo da me cho nó thuận thôi, còn em quen thì em không cần để vậy đâu. Em cứ nạo chừng chừng thôi là em gắn vô thôi. Rồi cái máng cũng cầm chính giữa vậy, rồi mình để lên đây. Mình sẽ cô chú anh chị mình sẽ cố định đây trước nha. Cố định đây trước là để làm gì? Để cho nó có cái lòng máng xuống đây ha. Còn nếu không thì mình sẽ có nhiều người gắn ở dưới này gắn lên. Nó sẽ bị cốp máng như thế này. Và máng nó sẽ không bung nha. Đó, để như thế này. Rồi, như thế vậy là em sẽ bấm một ghim cố định ha. Đây, trên đây là chính giữa này. Đó, em bấm cố định. Đó là nó tự bung. Bây giờ mình sẽ kéo cái mí này. Đó, một tay này để bên trong. Và kéo ở đây. Đó. Rồi xả xuôi cái này xuống. Đó, thả xuôi 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 xuống đây. Đó, cho xéo như thế này. Nếu mà cái chỗ cho da me này mà nó không 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 trùng á thì cô chú anh chị phải nạo sạch nó đi. Để khi nữa mình dán cái keo kia là nó không ăn đâu nha. Vì hôm trước em thấy có ở vùng cao mà mưa mà thấy bà con không có làm máng này mà che rồi cạo nó trôi hết, uổng quá. Đó. Mà nó đã bung cái máng này cô chú anh chị ha. Đây không vậy. Rồi, thế là xong. Đã hoàn thành được một cái máng. Bây giờ em sẽ xả miếng mới ha. Thì em sẽ chừa đây một miếng thế này để cho cây nó thở cô chú anh chị nha. Đây. Người ta dùng thước nhưng mà em làm quen thì em không dùng thước ha. Em lấy da em rọc vậy thôi. Rồi, tới đây qua đây khoảng 10 phân. Đó, thì em sẽ cạo bao nhiêu đây. Và sau này em sẽ chừa lại bên đây một đường thở tiếp. Chừa đường thở đây và em sẽ chuyển qua đây 10 phân tiếp. Đó. Đấy, là mỗi một lần em cạo chỉ có nhiêu đây thôi ha. Em cạo bao nhiêu đây thôi. Rồi, đây em sẽ xả miệng đây. Đánh dấu để mình xả miệng nha. Nhưng mà em xả miệng cái đây em chưa xả cho nên em chỉ đánh dấu thôi, còn khi mà mình xả là mình xả sâu nha. Em xả sâu. Với lại cái mương này mình không cần rong sâu đâu. Đừng có rong sâu là nó sẽ đứt hết cái mạch bên đây á. Cô chú anh chị rong cạn thôi. Mà rong vát đầu tiên là để vát dao bên thế này. Và đây vát bên đây. Cứ để bình thường này nó chảy xuống đây thôi. Rồi mình đóng cái đóng muỗng vô đây. Cách khoảng 20 phân ha. Rồi, dừng. Dạ còn đây là keo ha, keo để dán chỗ cái máng với lại keo cao su cô chú anh chị nha. Trong đây thì em bỏ bỏ sữa tắm nha, bỏ sữa tắm nhé sẽ không bị dính.
em gỡ keo để em trét. Đây chú anh chị, em sẽ trét từ đây ha. Trét keo thì chỉ cần dùng một tay thôi cô chú anh chị nha. Đó, và mình miết nó xuống thế này cho nó chạm giữa cây với lại cái máng. Đó, hai cái ngón giữa và cái ngón cái cô chú anh chị ra keo, còn ngón trỏ thì mình sẽ miết ha. Đây, ngón này cô chú anh chị miết keo vô, đè keo vô. Này, kéo đi đến đâu là keo nó nằm liền theo cái mí máng đó cô chú anh chị nha. Đây là em chỉ chia sẻ cho cô chú anh chị chưa biết làm máng che mưa ở những vùng mưa nhiều như em đây nha. Còn như những vùng khác thì cô chú anh chị sẽ làm máng nhỏ hơn. Như ở Bình Dương đồ cũng làm máng nhỏ hơn ha, là trét keo trước. Trét keo trước khi khi mình làm máng. Em nhớ hôm nay em làm thì làm một vai quen rồi cho nên là không quay được. Keo bữa nay sáng phơi nó chưa được chảy cho nên nó không có mềm, khó kéo, hơi cứng. Này cô chú anh chị phơi nắng khoảng được 2 tiếng đồng hồ là nó dẻo keo, là mình kéo nó dễ lắm. Đó, rồi cái đây em sẽ chỉ như chỗ này, như cửa chỗ này, chỗ đây cô chú anh chị miết không sát ha, là nó sẽ bị rò nước cô chú anh chị nha. Đây, cho nên như thế này là rò nước này, ta phải miết nó xuống đây. Đó, cho nó ăn giáp cái mí máng là mà ta không sợ nó bị rò nước nữa nha, mưa nó sẽ không chảy. Đây là em làm cho cô chú anh chị xem hoàn chỉnh luôn một cái máng cho nên nó sẽ khó như vậy. Còn nếu như không thì em làm xong em sẽ nạo dao me như thế này và em bỏ sau một cơn mưa là tất cả cái mùn này nó trôi hết đi. À, với lại mình phơi cái keo này nè, nó mềm, cái này hơi cứng nè, bóp móng không ngoáy thì nó sẽ dễ làm hơn. Em sẽ buộc cái kềnh tầm đoạn đây ha. Chị em đây. Và cái máng em đóng sẽ khoảng 15 cm của chú anh chị nha. Đó, đang sẽ đóng 15 phần. Đây em sẽ xả dao đầu tiên. Cái chỗ gần cái miệng đây nè, mình xả nó trong cái mương nó hơi sâu hơn một tí so với dưới. Rồi, như thế là nó tự chảy thôi cô chú anh chị nha. Đấy. Và em sẽ gắn cái máng che tô. Máng che tô thì em sẽ gắn đoạn giữa đây ha, từ cái miệng xuống đây là khoảng 15 đến 20 phân. Đây em bỏ 20 phân này. Em sẽ gắn đoạn giữa đây. Đó, đây là có đinh đó nè, mình ấn vô. Chỉ ấn mạnh vô là được ha. Ấn mạnh vô là dính thôi. Bên đây cũng vậy, hấn sâu vô. Rồi cái đoạn này nè, mình để làm sao khoảng chừng hai cách hai ngón tay là khi mình dở tô ấy là nó không có đụng vô cái đường mũ này, nó không có bị ngưng được ha. Đó, và giờ mũ nó chạy xuống đâu cô chú anh chị này. Đây, em chỉ xả một dao thôi ha. Rồi dao sau em sẽ đục sát dưới mí chân này, đục ở dưới chân này. Đó, đục dao đục dưới chân này. Đó, đục mí dưới này và sẽ tận dụng được cái miệng đục chỗ đây là được 4 dao cạo. Mình sẽ được tận dụng cái da đoạn đây là 4 dao ha. Rồi, mời cô chú anh chị đi tiếp nè.
Mình sẽ bỏ qua mưa một đám đi là nó sẽ trôi đi những cái mùn đó, nhưng mà những cái mùn này hết là cô chú anh chị làm nó sẽ bảo đảm hơn. Còn nếu mà làm liền luôn như vậy thì nó sẽ bị hở thế này ha, đó nó sẽ bị hở. Để em coi chỗ nào nó bị trôi nó bung bung đó. Đây đây cô chú anh chị này, như chỗ này nó sẽ bị hở. Em quay hơi ngược nắng cô chú anh chị thông cảm nha, vì buổi sáng nay trời ui ui á. Rồi mình làm cho chắc ăn một lần vô cô chú anh chị, để mình khỏi phải đi gia cố, khỏi đi sửa lại. Đây này, như đoạn này nè, đoạn này sẽ bị thiếu keo nha. Em sẽ dán tiếp lại tí đây. Nếu mà nó keo nó mềm thì mình dán nó không bị thiếu gì đâu. Đó. Bây giờ là tạm ổn rồi đó cô chú anh chị. Keo này đến nắng lên là nó cũng chảy cô chú anh chị nha, nó cũng chảy ra. Nhưng mà chảy ra thì nó bám sẽ chặt hơn vô cây hơn. Đó. Đây. Làm đây. Liền qua đây ha. Rồi, em mời cô chú anh chị đi với em tiếp theo cây kế tiếp để xem. Rồi, như cây này là da láng là em không cần cạo trước ha. Đây, em sẽ đặt em làm máng luôn nha cô chú anh chị nha. Đó, em cũng sẽ để kéo cô chú anh chị kéo cho hai cái đuôi cá này lại. Mình bấm thế này nè để nước nó chảy xuống tới đây là nó tuôn ra ngoài luôn, nó không có ướt, mình khỏi phải đi con lương. Nó con lương thì sẽ kéo con đê, gọi là con lương dân anh em còn ngủ thì biết rồi ha. Rồi em thiết kế miệng vào đây. Bây giờ em sẽ nạo sau ha, nó da nó láng thì em sẽ nạo sau khi bấm, còn nãy là nạo trước khi bấm, da trần trùi nạo sau khi bấm. Nạo một đường và để cho nó liên kết với nhau đó, cô chú anh chị, giữa cây và cái máng nó sẽ có cái độ bám hơn. À, nếu mà có mưa là nó sẽ trôi hết cái mấy cái mùn này nè, mình dán rất là sướng ha. Nhưng bây giờ em làm mấy cây để review cô chú anh chị xem, em sẽ ủi nó và dán keo thôi. Vừa kéo vừa miết như thế của chú anh chị thì nó sẽ dính chặt luôn và nó không bị bong ra nữa. Anh chị nào mà làm thuận tay trái cũng được nha, thuận tay trái càng tốt, em thì thuận có hai tay. Nhưng bây giờ em quay qua đây, quay qua đây. Em kéo cây đục thì em sẽ đứng như thế này, em kéo phân nửa bên đây và em quay qua bên đây, em kéo phân nửa bên đây, em không phải đi vòng vòng nha. Rồi đó là xong cái máng cây kéo, em quay vô gần đây cho cô chú anh chị xem. Đó, nó lên liền như thế này là nó không có bị ướt nữa này. Đây qua đây, dài qua đây luôn đấy, nó liền như vậy, nó liền mạch như thế này. Rồi em xin chào cô chú anh chị ha. Đây là bữa em đã chia sẻ cái cách làm máng che mưa của Tây Nguyên mưa nhiều, giờ em đang mặc áo mưa cạo của chú anh chị nha. Đây quay của gì xem, cô đây đang cạo mặc áo mưa cạo ha. Trời đang mưa của chú anh chị nha, làm máng chỗ này và che tôi chỗ này. Đó. Đây. Đây là cạo dao đầu tiên nha cô chú anh chị nha. Đó. Đây là toàn bộ lô là đều làm như vậy hết cô chú anh chị ha. Đó. Đây là một cái máng che tô là nằm trắng dưới đó, còn màu hồng màu đen trên là máng che mưa của cây. Đây coi kia là anh chủ vườn nó đi rải chén. Rải là cạo cái cây đây là nó sẽ có cái bô đây. Thì nó mới chứa hết nổi của chú chị ha. Cái bô đây là bô 2 kg. Nó đựng được khoảng 1,8 kg của chú chị nha. Đấy, 8,5 kg. Rồi em mời cô chú anh chị tiếp nha. Toàn diện 100% là như vậy hết nha cô chú anh chị. Trời đang mưa.